gửi tín hiệu tới phương Tây. Quý khách thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Quân đội Nga san bằng nhiều cứ điểm quan trọng của Ukraine. Pháp có động thái chưa từng có đối với cuộc xung đột Moscow-Kiev. Tổng thống Nga Putin gửi tín hiệu rõ ràng tới phương Tây. Nhà phân tích Nga đánh giá động thái của Moscow khiến Washington lo lắng. Tàu chiến Nga tiến sát bờ biển Mỹ. Kết quả khảo sát về việc ông Zelensky thực hiện lời hứa trước bầu cử. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Nhiều cứ điểm quan trọng của Ukraine bị Nga san phẳng. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 6 tháng 6, các lực lượng Nga đã phá hủy một cơ sở lưu trữ UAV và một bãi phóng UAV của Hải quân Ukraine. Bộ này tuyên bố, trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến, chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga phá hủy một kho chứa và một điểm phóng UAV của Hải quân Ukraine. Các cứ điểm triển khai lính nước ngoài cũng như các cụm quân nhân lực và khí tài của Kiev tại 127 khu vực trên khắp chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga khiến phía Ukraine chịu thương vong khoảng 140 binh sĩ tại Kharkov trong ngày qua. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền Bắc Nga cải thiện các vị trí tiền tuyến, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho nhiều lữ đoàn bộ binh cơ giới và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ của Ukraine hoạt động tại Kharkov. Các lực lượng Moscow cũng phá hủy nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân, 7 xe cơ giới quân sự, một pháo tự hành Panzer Haubitz 2000 Đức sản xuất, hai pháo tự hành D-20, ba pháo tự hành D-30. Tại Donetsk, quân Nga hạ khoảng 1.135 binh sĩ và hàng loạt khí tài chủ lực của Ukraine trong ngày qua. Phía Kiev tổn thất nhiều nhất là ở các khu định cư Vnekamenskoye, Yelizavetovka, Konstantinovka và Kopyomov, với hơn 640 binh sĩ Ukraine bị hạ. Các khí tài quân sự Ukraine bị Nga phá hủy ở Donetsk bao gồm xe bọc thép chở quân M113, pháo M198, pháo M777, pháo M-Stabe do Mỹ sản xuất, pháo D-20, pháo D-30, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel AD, súng chống tăng Rapira và các kho đạn giả chiến. Theo The Kiev Independent đưa tin, ngày 6 tháng 6, Naza Volosin, phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến lược Kotisia của quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS để bắn đạn nhiệt áp vào thành phố Chasovia, tỉnh Donetsk. Theo ông Volosin, đạn nhiệt áp phá hủy và đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Và do đó, việc Nga sử dụng những loại vũ khí như vậy ở Chasovia khiến binh sĩ Ukraine không có nơi nào để dàn trận phòng thủ. Các cuộc tấn công của Nga chủ yếu tập trung vào phần phía nam của thành phố Chasovia. Theo The Kiev Independent, mặc dù còn gây tranh cãi nhưng đạn nhiệt áp không bị cấm theo luật pháp quốc tế. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết, lực lượng Nga tấn công 5 khu định cư của tỉnh Sumy vào ngày 6 tháng 6. Trong đó, Nga bắn 19 phát đạn và gây ra ít nhất 75 vụ nổ. 5 khu định cư này gồm Yubnakivka, Bilopilia, Krasnopilia, Esman, Velika, Bisarivka. Ngoài khai hỏa pháo binh, phía Nga còn tấn công phối hợp bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV, súng cối và thả mìn vào các khu định cư trên. Đồng thời, lực lượng Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine vào đêm ngày 7 tháng 6, nhằm vào các tỉnh phía Tây của nước này. Không quân Ukraine đã công bố một cảnh báo trên không, thông báo về mối đe dọa tấn công của tên lửa nhằm vào các tỉnh Ternopil, Menisky và Lviv. Không quân nêu mối đe dọa từ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom Tu-95MS và máy bay không người lái loại Shahed của Nga. Theo hướng Krasnoliman, kênh Rikdovka đưa tin rằng quân Nga vượt sông Sukhaya Plotva và tiến tới quét sạch các cao điểm do Ukraine trấn giữ ở phía đông Radolovka. Cuộc tấn công ngôi làng cũng sắp đến gần. Trong bối cảnh tình hình đang phát triển ở các khu vực khác của mặt trận xung quanh Severs, có thể thấy việc Nga chiếm được Radolovka sẽ là một bước quan trọng nhằm san bằng tiền tuyến. Sau đó chiến dịch tấn công Severs sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian và chiến thuật. Lực lượng Moscow phải huy động lực lượng dọc theo tuyến Brednoia, VMK, sau đó có thể chuyển sang xử lý các công sự của Ukraine để tấn công các làng Ivano, Darievka và Smolnoia. Trở ngại lớn trên đường tới Severs của quân đội Nga là quả đồi cao với các công sự vững chắc ở phía đông thành phố. Nếu giải quyết được các điểm cao, binh sĩ của họ sẽ phải gây áp lực lên hệ thống phòng thủ ngoại vi của Ukraine từ phía nam và phía đông, buộc toàn bộ mặt trận của đối phương sẽ sụp đổ. Sau khi dọn sạch các vị trí của Ukraine ở ngoại ô thành phố từ nhiều phía khác nhau, quân đội Nga sẽ có thể tiến hành một cuộc tấn công vào quả đồi, khu vực kiên cố chính của lực lượng Kiev để phòng thủ Severs trên hai hướng cùng một lúc từ Zolotarevka và Vnekamensky. Động thái chưa từng có của Pháp đối với Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 6 tháng 6 thông báo động cơ hỗ trợ chưa từng có của Pháp cho Ukraine với việc cam kết cung cấp các chiến đấu cơ Mig-2000 và huấn luyện phi công Ukraine. Tuy nhiên, ông Macron không nêu rõ số lượng máy bay sẽ được cung cấp hoặc khi nào chúng sẽ đến. Phát biểu với đài truyền hình TF1 của Pháp hôm thứ Năm, ông Macron nói rằng ngày mai chúng tôi sẽ khởi động mối quan hệ hợp tác mới và thông báo chuyến giao máy bay chiến đấu Mig-2000 do nhà sản xuất Dassault của Pháp sản xuất cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine của họ tại Pháp. Bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, Kyiv từ lâu đã yêu cầu máy bay chiến đấu Mig-2000. Một trong bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, chỉ huy không quân Ukraine cho biết những máy bay phản lực này gần có thể so sánh với F-16 nhưng được coi là cơ động hơn, có thể tăng tiềm năng chiến đấu của hạm đội Ukraine thời Liên Xô. Pháp hiện có 26 chiếc Mig-2000 phiên bản 5 và 65 chiếc Mig-2000 phiên bản D đời cũ hơn. Trong tương lai, Pháp sẽ dần loại bỏ những chiếc Mig-2 để thay thế bằng chiến đấu cơ Rafale cũng do Dassault sản xuất. Với việc sử dụng chiến đấu cơ Mig-2000, Ukraine có thể tiếp cận kho tên lửa đối không và đối đất mà Pháp trang bị cho mẫu máy bay này. Hiện tại, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy là các quốc gia cam kết cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine với tổng số lên tới 85 chiếc, nhưng sẽ phải mất nhiều năm để Kyiv có thể nhận đủ số máy bay từ phương Tây. Ông Macron nói không lo ngại về xung đột leo thang khi Pháp tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng tuyên bố ủng hộ kế hoạch xây dựng một lực lượng gồm 4.500 binh sĩ Ukraine do Pháp đào tạo và trang bị. Macron cũng nhấn mạnh Kyiv có thể sử dụng tên lửa Pháp cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ của Nga. Ông Macron nói trên kênh truyền hình TF1, Ukraine được phép tấn công các mục tiêu mà Nga sử dụng để phóng tên lửa. Chúng tôi không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do chúng tôi cung cấp để tấn công dân thường. Trong tuyên bố nhân kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ D-Day trong Thế chiến thứ hai, ông Macron không đề cập tới việc gửi quân đến Ukraine trong vai trò hỗ trợ huấn luyện. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tuần trước đã cho biết đã ký kết các giấy tờ cần thiết để Pháp chính thức đưa quân nhân tới Ukraine. Tổng thống Putin gửi tín hiệu rõ ràng tới phương Tây. Hôm 6 tháng 6, RIA Novosti đưa tin, vào ngày đầu tiên của diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, SPIEP, Tổng thống Nga đã nói chuyện với người đứng đầu các cơ quan truyền thông hàng đầu thế giới. Những tuyên bố quan trọng đã được đưa ra. Những sự kiện như vậy đã được tổ chức tại SPIEP từ năm 2014. Cuộc họp này là lần thứ 8. Lần trước là vào năm 2021 và ở định dạng video trực tuyến do đại dịch virus corona gây ra. Và vào năm 2020, diễn đàn đã bị hủy hoàn toàn vì lý do tương tự. Vì vậy, các nhà báo nước ngoài, bao gồm cả những người đến từ các quốc gia mà Nga coi là không thân thiện, đã có cơ hội hiếm có để nói chuyện trực tiếp với Putin. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, như mọi khi, đây sẽ là một cuộc trò chuyện tự do mà không có chương trình nghị sự hạn chế. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến quan hệ Nga-Belarus và triển vọng tương tác với EU. Putin đánh giá cao mối quan hệ song phương với Minsk. Tổng thống Nga nói rõ, cũng có thể tìm ra giải pháp với người châu Âu. Nhưng trước tiên, hãy để họ thể hiện sự độc lập chính trị hơn và mong muốn bảo vệ lợi ích quốc gia. Reuters hỏi về mối quan hệ với Hoa Kỳ và mối quan hệ này có thể thay đổi như thế nào sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Putin nhắc lại, Nga không đặt cược vào bất kỳ ứng cử viên nào. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống nào do người dân Mỹ bầu ra. Một đại diện của TPA, Đức, đã cố gắng leo thang tình hình và hỏi liệu ông Putin có đe dọa Olasco vì việc Berlin cung cấp vũ khí cho Kyiv hay không. Đây là cách cư xử tồi, ông Putin trả lời. Nga không có hành động đe dọa. Sau đó, chúng tôi lại phải sắp xếp một chuyến du ngoạn lịch sử. Nhớ lại những cột mốc quan trọng của cuộc xung đột Ukraine được thúc đẩy trong nhiều năm bởi cả Hoa Kỳ và châu Âu, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, v.v. đã được đề cập nhiều lần trước đó. Cũng có một câu hỏi về tham vọng đế quốc của Nga từ một người Pháp. Ông Putin bác bỏ cả những đồn đoán về chủ nghĩa đế quốc lẫn những cáo buộc thường xuyên rằng Nga được cho là sẽ tấn công NATO. Ông gọi tác giả của những tuyên bố như vậy là ngốc nghếch như cái bàn. Về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho chế độ Kyiv, đây là một bước đi rất nghiêm trọng và rất nguy hiểm. Các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa Moscow và Berlin. Tổng thống Putin nhắc lại sự phụ thuộc phi thường của nền chính trị Đức và Hoa Kỳ. Theo ông, người Mỹ đang hành động khéo léo trong nhiệm vụ của mình, nhưng giới lãnh đạo Đức nên quan tâm hơn đến nhu cầu của người dân Đức. Về câu hỏi tại sao Nga không công khai dữ liệu về tổn thất của mình ở Ukraine, ông Putin lưu ý rằng những thông tin như vậy thường không được tiết lộ trong thời gian xảy ra xung đột. Nhưng ông đảm bảo tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine còn lớn hơn gấp nhiều lần. Và ông cung cấp số liệu về tù binh chiến tranh, người Ukraine là 6.465 người và người Nga là 1.345 người. Ông cho biết thêm,
những tổn thất không thể khắc phục được của các bên có tỷ lệ sấp xỉ nhau, và điều này dẫn đến thực tế là Kiev thậm chí không thể giải quyết được vấn đề nhân sự bằng việc huy động tổng lực, và các biện pháp như hạ thấp độ tuổi nhập ngũ rõ ràng là do Washington đưa ra. Bây giờ khi điều đó đã được thực hiện, Zelensky sẽ bị loại bỏ. Ông Putin nói rằng mất khoảng một năm để làm được điều đó. Ông nói rằng Nhà Trắng đã có những ứng cử viên để thay thế. Zelensky được coi là bất hợp pháp ở Moscow. Tổng thống Ukraine coi việc mở rộng quyền lực của mình mà không cần bầu cử là một hành vi phạm tội theo điều khoản về chiếm đoạt quyền lực. Tuy nhiên điều này không loại trừ khả năng Nga sẽ tìm ai đó để ký hiệp ước hòa bình với phía Ukraine nếu viễn cảnh đó xảy ra. Tất cả phụ thuộc vào Kiev. Hãng tin ANSA của Ý đã hỏi về phản ứng của Moscow trước việc NATO có thể cử các giảng viên tới Ukraine và việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ của Nga. Ông Putin chỉ ra rằng các chuyên gia từ các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã tham gia vào cuộc xung đột và trở thành nạn nhân của nó. Vũ khí tầm xa cũng được sử dụng, nhưng nếu không có quyết định từ phương Tây và sự can thiệp trực tiếp của các chuyên gia, quân đội Ukraine không thể tự xác định được mục tiêu. Ông Putin nói, vì vậy chúng tôi không ảo tưởng về điểm này. Nga sẽ đáp trả bằng cách cải thiện hệ thống phòng không và xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho những khu vực nơi các cuộc tấn công có thể được thực hiện nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của các quốc gia cung cấp tên lửa cho Ukraine. Tổng thống cảnh báo, đây là con đường dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng. Một nhà báo Mỹ của hãng thông tấn AP hỏi Nga đã đạt được những gì sau 2 năm xung đột. Ông Putin trả lời, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với những người phải chịu trách nhiệm cuộc đảo chính và giao tranh sau đó ở miền đông nam Ukraine. Để tất cả những điều này chấm dứt, phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí và không cản trở tiến trình hòa bình. Vào cuối cuộc họp, một nhà báo của Reuters đã cố gắng đưa Putin vào một chủ đề trơn tru về vũ khí hạt nhân. Nhưng ông chỉ ra rằng bà ta là người đã đưa ra vấn đề này, và sau đó các phương tiện truyền thông sẽ đưa ra một câu chuyện về mối đe dọa hạt nhân của Nga. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng vấn đề này không thể được giải quyết một cách dễ dàng. Và ông nói thêm, phương Tây tin rằng Moscow sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo học thuyết hạt nhân, nếu chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, thì mọi biện pháp đều phải được chấp nhận. Nhà phân tích Nga đánh giá Moscow có động thái cứng rắn khiến Washington lo lắng. Nga đang thay đổi hoàn toàn chính sách đối ngoại của mình, và đây không chỉ còn là những phỏng đoán và giả định. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã công bố điều này khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về những hậu quả mà phương Tây có thể phải đối mặt khi tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Tuy nhiên, không chỉ bản thân tuyên bố của Tổng thống Nga là đáng chú ý và chưa từng có, các chuyên gia còn thu hút sự chú ý đến những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường. Trước đó, tại cuộc gặp lớn gần đây với truyền thông nước ngoài, Tổng thống Nga Putin nói rằng Moscow có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho các nước đang có chiến tranh với các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin nói, nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho khu vực chiến đấu để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây khó khăn cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền cung cấp vũ khí cùng loại cho những khu vực trên thế giới nơi sẽ diễn ra các cuộc tấn công, thực hiện vào các mục tiêu nhạy cảm của những quốc gia làm điều này chống lại Nga? Câu trả lời là có thể không đối xứng. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận về tuyên bố của Vladimir Putin lần đầu tiên cho phép vũ khí của Nga được đưa đến các khu vực có chiến tranh với các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông lưu ý rằng vũ khí của Nga có thể được chuyển giao cho các lực lượng đang xung đột với Mỹ và các nước NATO. Ông Medvedev nhấn mạnh đây là sự thay đổi đáng kể trong quá trình chính sách đối ngoại của Nga. Ông Medvedev nói, bây giờ mong rằng Mỹ và các đồng minh của họ sẽ được tận mắt chứng kiến việc bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí của Nga. Tuy nhiên, tình hình sẽ phụ thuộc vào các biện pháp mà Nga thực hiện, bởi vì phương Tây đã tích cực vượt qua các ranh giới đỏ và đã được thiết lập và tin rằng sẽ không có phản ứng nào từ Moscow. Theo nhà quan sát chính trị Andrei Bola, lời nói của ông Putin và Medvedev là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh của Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Ông Andrei Bola nói, vũ khí công nghệ cao của Nga nằm trong tay những người bảo vệ nền độc lập của họ khỏi Mỹ có thể thay đổi tình hình ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, người Houthis ở Yemen có thể sử dụng tên lửa của Nga để chống lại hạm đội của Mỹ. Đại tá đã nghỉ hưu và nhà quan sát quân sự Victor Baranes lưu ý rằng những lời của Tổng thống Putin không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một động thái thực sự theo hướng này. Theo ông, các cuộc đàm phán đã được diễn ra từ lâu giữa Nga và Venezuela, giữa Nga và Cuba, về việc Cuba trở lại sau sự ra đi đầy nguy hiểm. Theo ông, cư dân Cuba và Venezuela đã bắt đầu thay đổi chính sách của mình. Tàu chiến Nga tiến sát bờ biển Mỹ.
lãnh đạo Nga đang chuẩn bị tiến hành tập trận quân sự ở Caribe, thể hiện sức mạnh trên bình diện toàn cầu. Thông tin này được hãng tin Reuters trích dẫn từ nguồn tin từ giới chức của Mỹ. Theo ấn phẩm Top War, phân đội tàu chiến của hạm đội phương Bắc đang băng qua Đại Tây Dương hướng tới Cuba, bao gồm tàu khu trục đô đốc Goskov thuộc dự án 22350, tàu băng tên lửa siêu thanh Zircon, tàu ngầm hạt nhân đa năng Yasen M. Kazan, cũng như tàu chở dầu Akademis Basin và tàu kéo cứu hộ Nikolai Chiker. Đội biệt kích dự kiến sẽ đến cảng Havana vào ngày 12 tháng 6. Động thái này được coi là phản ứng trước sự hỗ trợ quân sự của Washington dành cho chế độ Kiev. Kế hoạch tiến hành tập trận quân sự ở Caribe của Nga đã gây ra sự quan tâm lớn và bất ổn trong cộng đồng quốc tế. Cuộc tập trận này là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm phô trương sức mạnh trên toàn cầu và thể hiện một bước quan trọng nhằm đáp lại những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine. Theo báo cáo của Reuters, Nga đang tìm cách chứng tỏ rằng nước này có khả năng gây ảnh hưởng không chỉ ở các nước lân cận mà còn trên phạm vi toàn cầu. Theo các nguồn tin, tàu chiến của Nga có ý định dừng chân ở Cuba và Venezuela. Điều này nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ của Moscow với các nước này. Sau khi hoàn thành cuộc tập trận, tàu dự kiến sẽ rời khỏi khu vực cho đến cuối mùa hè để tiến hành một cuộc diễn tập quân sự khác vào mùa thu. Quyết định này là một tín hiệu rõ ràng cho phương Tây rằng Nga sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình ở bất cứ đâu trên thế giới. Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tập trận quân sự của Nga gần bờ biển của họ không gây ra mối đe dọa ngay lập tức, nhưng họ sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Điều này nhấn mạnh sự cảnh giác của phương Tây đối với bất kỳ động thái nào của Moscow. Kế hoạch tiến hành tập trận ở Caribe của Moscow đặt ra nhiều câu hỏi. Nga sẵn sàng đi bao xa để thể hiện sức mạnh quân sự của mình? Các bước tiếp theo của phương Tây sẽ là gì để đáp lại những hành động này? Rõ ràng những hành động như vậy nhằm mục đích củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế và khẳng định vị thế cường quốc của nước này. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây, các cuộc tập trận như vậy có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Moscow nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình. Căng thẳng Trung Đông, Hezbollah công bố hình ảnh phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa trứ danh của Israel. Nhóm vũ trang Hezbollah gần đây đã đăng video ghi cảnh các tay súng của họ sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM tấn công bệ phóng hệ thống vòm sắt Israel. Theo thông tin được tờ Thời báo Israel dẫn từ Hezbollah, vụ tấn công xảy ra trong địa phận khu định cư Ramot Naphtali thuộc miền Bắc nước này vào hôm 5 tháng 6, khi một quả ATGM đã tiếp cận và tấn công vào bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống phòng không vòm sắt mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Giới quan sát nhấn mạnh rằng nó bị tấn công từ hệ thống tên lửa chống tăng Almaz do Iran sản xuất. Đoạn video giám sát cho thấy một tên lửa được bắn từ hệ thống tên lửa chống tăng đang tiếp cận một bệ phóng vòm sắt nằm ở nơi dường như là một căn cứ quân sự. Mặc dù vậy, quân đội Israel đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công và cứu được những thiết bị đắt tiền. Nhưng các chuyên gia quân sự lưu ý, đoạn video được công bố cho thấy lỗ hổng của các bệ phóng Iron Dome trước các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép. Ngoài ra, hiện còn có mối đe dọa về một cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái MLRS và vũ khí dẫn đường nhằm vào các vị trí đặt bệ phóng của Israel. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, kể từ khi thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt, đã định vị nó như một vũ khí bất khả xâm phạm. Vòm sắt là hệ thống phòng không được tập đoàn quốc phòng Rafael phát triển sau cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah nhằm bảo vệ nhiều đô thị nước này khỏi các cuộc bắn phá bằng tên lửa và đạn pháo từ các nhóm vũ trang đối địch. Mỗi hệ thống vòm sắt gồm 3 đến 4 bệ phóng, một radar có nhiệm vụ phát hiện tên lửa đối phương và một đơn vị điều khiển. Được biết, mỗi hệ thống này được thiết kế để bảo vệ một khu vực rộng khoảng 150 km2. Theo thông tin, mỗi khẩu đội có giá khoảng 100 triệu USD và mỗi tên lửa đánh chặn của hệ thống này có giá khoảng 50.000 USD. Đoạn video do Hezbollah công bố về cơ bản đã làm suy giảm đáng kể danh tiếng về khả năng bất khả xâm phạm của hệ thống phòng thủ tên lửa huyền thoại của Israel. Kết quả khảo sát về việc ông Zelensky thực hiện lời hứa trước bầu cử. Theo một cuộc khảo sát mới công bố ở Ukraine, khoảng 50% người tham gia khảo sát cho rằng ông Zelensky đã không thực hiện tất cả hoặc hầu hết những lời hứa đưa ra trước bầu cử. Trong cuộc khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, KIS, công bố ngày 5 tháng 6, các nhà xã hội học đã hỏi hơn 1.000 người từ tất cả các vùng của Ukraine không nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Những người tham gia cuộc khảo sát được hỏi ông Zelensky đã thực hiện lời hứa trước bầu cử ở mức độ nào trong 5 năm nắm quyền. Gần 18% số người được hỏi cho rằng Tổng thống Ukraine đã thực hiện hầu hết hoặc tất cả những lời hứa mà ông đưa ra. Trong đó, có 5% cho rằng
ông Zelensky đã thực hiện tất cả những lời hứa đó. Khoảng 50% số người được hỏi nói rằng ông Zelensky đã không thực hiện hầu hết hoặc tất cả những lời hứa trước bầu cử. Trong đó, có 25% người tham gia khảo sát cho rằng Tổng thống Ukraine không thực hiện bất kỳ lời hứa nào. Khoảng 19% số người được hỏi cho rằng Zelensky đã thực hiện hơn một nửa lời hứa của mình, trong khi 13% nói không rõ về mức độ thực hiện của ông. Kiss cũng đưa ra các lý do để những người tham gia khảo sát lựa chọn xem vì sao họ lại đánh giá ông Zelensky như vậy. Những người thiếu trung thực và tham nhũng trong bộ máy hoạt động của ông Zelensky là lý do hàng đầu được 50% số người tham gia lựa chọn. Các lý do khác được lựa chọn theo thứ tự giảm dần, gồm thiếu người có năng lực trong bộ máy hoạt động, áp lực từ cuộc xung đột của Nga, ông Zelensky thiếu năng lực và kinh nghiệm và tác động của giới tài phiệt ở Ukraine. Một số lý do khác được nhắc đến bao gồm ông Zelensky tham nhũng, ông Zelensky bị tác động từ các quốc gia khác, sức ép từ phe đối lập chính trị ở Ukraine. Một số cho rằng những lời hứa của ông Zelensky quá viển vông. Anton Krushevsky, giám đốc điều hành của Kiss cho biết, những người tham gia khảo sát không nhằm vào ông Zelensky mà tập trung vào bộ máy hoạt động của Tổng thống Ukraine. Hầu hết người tham gia khảo sát đề cập đến vấn đề nhân sự, tham nhũng và cuộc xung đột toàn diện với Nga. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.